em xin mời các bác chúng ta cùng thưởng thức một đoạn chất âm của bộ dàn Denon MG33. Hàng đẹp. Cho những bác nào mà cần hàng đẹp và cần là bên em test thêm một phần CD MD, tức là cần full chức năng nhé, thì bên em tìm được cho các bác ở đây một bộ dàn như vậy đáp ứng đúng cái yêu cầu đó. Tuy nhiên em cũng xin nói luôn là tất cả các cái bộ dàn này bây giờ chủ yếu mọi người là cắm điện thoại máy tính và cắm ống quang TV để nghe nhạc. Còn CD MD rất ít người dùng nên những cái này thì em chỉ test thêm cho những bác nào cần thôi. Còn CD MD về dùng đến khi nào hỏng thì bỏ nhé. Em không bao chạy CD MD. Và em giờ xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của dàn này nhé. Nhắm mắt, ôi sao nửa hồn bỗng thương đau. Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau. Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào? Em ở đâu? Anh ở đâu? Có chăng mưa sầu? Đây là đánh bài các anh nhá. Nút này thằng đánh bài đồng thời sẽ là dùng để chỉnh bát tép. Lát nữa em sẽ chỉ cho các bác cách chỉnh bát tép. Đó. À, còn đây là vừa là chỉnh bát tép vừa là để chọn bài nhé, lách bài chuyển bài. Ok, CD đọc. Đấy, xong về vấn đề CD. Đấy chưa? Đấy, còn MD thì hiện tại MD đang không có đĩa nhé, thì mình muốn cho đĩa vào để mình đây. Để mình sẽ nhét đĩa theo chiều như này nha, insert it and vào trong này. Đẩy vào thì nó bắt đầu là sẽ notting và reading nha. Sau quá trình notting và reading thì đĩa sẽ nhận bài. Đây, anh có thể thấy. Và bấm sẽ chạy nhé. Nhưng đây là đĩa tiếng Nhật, em xin phép em chỉ test nhanh nhé. Vì nếu như mình test để lâu các cái bài này nó phát hiện ra các cái bài hát trong này thì nó sẽ bị đánh bản quyền rất là nặng. Vì Nhật nó cái vấn đề bản quyền của nó rất là cao. Đấy, CD MD đọc ok rồi đúng không ạ? Bây giờ em sẽ test đến các chức năng chính của cái bộ này mà em bao chạy, đó là cắm điện thoại máy tính. Đây. Cắm cục quang TV để nghe nhạc nhé. Thế thì đầu tiên là điện thoại máy tính thì có hai đường vào kết nối là đường tape in và đường aux in. Ngoài ra MG33 này nó sẽ có một cái cổng phía trước mặt để kết nối hỗ trợ đặc biệt cho điện thoại. Đây là cổng portable in. Cái cổng này khi cắm điện thoại vào cổng này thì là tín hiệu nó sẽ được khuếch đại hơn lên và để nghe nhạc từ điện thoại ra cho nó to tiếng hơn nhé. Vì nguồn điện thoại thường là tiếng điện thoại nó hơi bé. Đấy, và cái cổng này đặc biệt là được khuếch đại to hơn hai cổng đằng sau. Cổng này sẽ được khuếch đại tiếng tôi là hai cổng đằng sau để là nghe cắm điện thoại máy tính cho nó tốt hơn nhé. Đấy. Còn đằng sau đây các bác nào mà có máy tính thì cắm đằng sau đây nó cũng thuận tiện này. Đấy. Thì mình mua dây 3.5 nhé, một đầu 3.5 tới hai đầu AV như này. Thì một đầu 3.5 mình cắm vào cổng tai phone của điện thoại, của máy tính, của điện thoại và hai cái đầu còn lại cắm vào đây. Còn với cổng đằng trước thì mua cái dây 3.5 nhé. Tùy các bác lựa chọn thôi. Thì đường em đang cắm đường tiếp in, em sẽ chuyển đường tiếp in để thử tiếng cho các bác nhé. Còn đâu là đường quang đây, để tí em sẽ thử đường quang này. Đường quang các anh lưu ý là cắm đường orbiter in nhé. Đấy, cắm vào này. Giờ mình sẽ chuyển cổng nhé. Ấn này. Chuyển cổng quang trước đi, cổng quang đằng nào cũng đang thử thì em thử luôn cổng quang nhé. Đấy, ra cổng quang trước thì thử luôn cổng quang này. Hãy chạy nhé. Bộ dàn về hình thức còn đẹp nhé. Đấy. Nó nước đẹp này, góc cạnh nhé. Những con này, những cái con hàng được đấu mạng về đây là tiếng nên hình thức còn rất là đẹp này, các anh thấy không? MG33. Đấy, phiên bản loa đi về với nó là con MG355 nhé. Đàn chim giật mình biết lời tỏ tình đã có người nghe. Đấy, những cái dòng này thì nó là dòng loa bằng carbon gân cao su lại bass 14 nên là tiếng của nó đánh ra tiếng bass nó rất là sâu ấm. Xuyên qua lá, để nghe nhạc bolero nhạc vàng nó cho chú ấm rất là sâu lắng đẹp mịn. Đời mong manh. Còn khi mà nghe các cái dòng nhạc guitar không đời đấy. Đấy. Đấy, mình nghe thì tiếng bass nó trầm sâu và tiếng tép nó rất là tí tách không ạ. Đấy. Và
anh nào cần muốn nghe nhiều bass tép hơn chẳng hạn thì mình có thể căn chỉnh ở đây cho bạn một cái đàn tông này. STB là một chế độ để các bác biết là làm gì không ạ? STB là để nâng bass tép, sau đó đến mới đến bass này. Đấy. Ấn tiếp sang tép này. Đấy, được chưa? Ấn tông này. Đấy, giờ bát này. Giờ chép này, thấy chưa? Ok, đấy sau khi chỉnh xong thì mình kệ nó sẽ tự nó lưu lại nhá. Đấy, để nông mở cửa 33. Sàn này có thể là nghe đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc trẻ, guitar không nờ cho đến các cái dòng nhạc trữ tình đều ok hết nhé. Cái bộ dàn đến âm M33 này thì giá của nó là đi 3.200.000. Bác nào đang có nhu cầu mua cái bộ dàn này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 giúp em nhé. Xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo bên em.